sống của nó tức là máu. Có người thắc mắc xin giải thích dùng cái chỗ đó. Trước luật hồng thủy đó, như ta đọc ở trong Thánh Kinh đó, thì Chúa cho con người ta ăn gì? Lúc ấy có ăn thịt không? Không có. Ăn gì? Ăn trái cây không? Bây giờ sau luật hồng thủy thì Chúa cho ăn thịt. Thế nhưng mà kiêng máu, kiêng tiết, kiêng huyết. Bởi vì theo quan niệm thời bấy giờ, máu là nguyên ủy của sự sống. Mất máu là mất sự sống. Và vì vậy ở trong dân Do Thái, các anh chị còn nhớ cho đến thời của các thánh tông đồ, trong sách Công Vụ còn kể lại là lúc xảy ra cuộc tranh cãi là những người ngoại bây giờ muốn xin vào đạo Kitô, họ chịu phép rửa tội, thì có một số người đòi là họ phải chịu phép cắt bì, phải không? Lúc bấy giờ vấn đề được đưa lên Jerusalem cho các tông đồ giải quyết. Và cuối cùng Thánh Phêrô đại diện giải quyết làm sao? Người ta không phải chịu phép cắt bì nữa, người ta chịu phép rửa tội thôi, nhưng mà phải giữ thêm một số điều. Trong đó có cái điều gì? Không được ăn máu, không được ăn huyết. Nếu mà muốn coi cho nó rõ đó, lấy Công Vụ chương 15 câu 29. Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này, là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng này, kiêng ăn tiết này, ăn thịt loài vật không cắt tiết và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em an mạnh. Cho nên ngày nay thì ta cứ tiết canh thoải mái thôi. Nhưng mà ngày xưa đấy, tôi có ý lấy cả sách Công Vụ tông đồ để các anh chị thấy nó có cái mối liên hệ như thế nào. Nói có sách thì mách có chứng. Chúng ta hiểu cái câu Thánh Kinh ở trong sách Sáng Thế nó rõ hơn. Ngoài ra một số thắc mắc khác đại khái là thế này: Hội Thánh và Giáo Hội có phải là một? Thưa, chỉ là một thôi. Cái cách dùng từ của mỗi người khác nhau thôi. Tất cả đều là chúng ta dịch cái từ tiếng Latin Ecclesia ở trong tiếng Latin. Cái nghĩa căn bản đó là tập hợp, là quy tụ. Khi dịch sang tiếng Việt, có người dịch là giáo hội, có người dịch là hội thánh. Dịch là giáo hội, theo như tôi được nghe, có một vị cắt nghĩa là muốn nhấn mạnh đến tính cộng đoàn. Còn dịch là hội thánh đó, nó có thêm từ thánh. Cái hội này là hội thánh, mà thánh ở trong Thánh Kinh có nghĩa là thuộc về Chúa, là đấng thánh. Hội thánh là như vậy. Cho nên hội thánh hay là giáo hội thì cũng thế thôi, chỉ là cách dịch khác nhau. Rồi có hai thắc mắc liên quan đến cái gọi là phong trào hiện xuống. Trước hết là có một lá thư dài lắm, ký tên là Lẩm Cẩm. Ký tên là Lẩm Cẩm nhưng thực sự lá thư rất đáng quý, bởi vì đưa ra những nhận định cụ thể mà sâu sắc về cái phong trào hiện xuống này, cũng như là những đóng góp ý kiến cho phía giáo hội công giáo. Và người viết có nói với tôi là chỉ muốn chia sẻ vậy thôi, chứ không có ý gì khác. Xin cảm ơn cái lá thư rất là dài. Và kèm theo đó thì có một anh chị khác thắc mắc là thế thì cái phong trào hiện xuống này đó có phải là tin lành không? Ê, xin thưa là khởi điểm của phong trào này thì là do một nhóm anh em tin lành.
Anh chị em biết là mình người Việt Nam sống ở Mỹ đó, thì rất đông sống ở cái vùng California, phải không? Ta vẫn cứ gọi tắt là Cali. Thế thì ở vùng California này, nó có cái thành phố nổi tiếng là Los Angeles, thành phố thiên thần đấy. Các bạn trẻ mà nghe nói Hollywood thì chắc là nhận ra ngay thì Hollywood nó nằm ở đây. Thế thì khởi điểm của cái phong trào hiện xuống đó là do một nhóm anh em tin lành ở Los Angeles này. Nhưng mà khi phong trào đó càng ngày càng phát triển mạnh ra thì họ coi như là biệt lập hoàn toàn. Chứ ngày hôm nay chính họ, họ cũng không nhận họ là tin lành. Họ biệt lập hoàn toàn. Và người viết cho tôi thắc mắc rằng nếu đã gọi là phong trào thì sớm muộn thì nó cũng tan. Thực sự ra cái từ phong trào đó là cách dịch ở trong tiếng Việt thôi. Chứ còn nguyên ngữ tiếng Anh của người ta nó đâu có phong trào ở trong đó. Cái gốc từ Pentecost này nó có nghĩa là ngũ tuần. Cái ngày lễ ngũ tuần là ngày mà Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các môn đệ. Cho nên chúng ta mới dịch thành là lễ hiện xuống. Lễ hiện xuống. Và từ đó mình dịch cái từ này là phong trào hiện xuống. Mình dịch là phong trào thôi. Chứ còn gốc từ nó không hàm cái nghĩa là phong trào. Mà y dầm ở đây đó, tiếng Việt Nam gọi là tiếp vĩ ngữ. Thì cái tiếp vĩ ngữ y dầm này nó thường dùng để chỉ những ý thức hệ, chẳng hạn như là Marxism, chủ nghĩa Marx chẳng hạn, hay là Communism, chủ nghĩa cộng sản chẳng hạn, hay là Existentialism, chủ nghĩa hiện sinh chẳng hạn. Cái y dầm đó nó nói về một ý thức hệ hơn là một phong trào. À, nhưng mà mình dịch ra tiếng Việt quen vậy thôi. Thì ngày hôm nay họ coi như là họ biệt lập khỏi tin lành, chứ không phải là họ là thành phần của tin lành. Và một câu hỏi cuối cùng, xem ra có vẻ nó không có liên hệ Thánh Kinh tí nào, nhưng mà nếu mà tôi không giải đáp thì sợ lại thắc mắc là không biết cha có đọc hay không. Nó không có liên hệ với Thánh Kinh là bởi vì người gửi thắc mắc viết như thế này: dựa vào luật hồng thủy. Tôi cũng không hiểu luật hồng thủy ở đây nó liên quan làm sao. Nếu một cô gái mà lỡ yêu một linh mục thì có tội không? Mà nếu có tội thì phải như thế nào? Cha chỉ dẫn cho. Chỉ có phía người nữ đó yêu, nhưng chỉ cầu nguyện cho linh mục khỏe mạnh và hoàn thành sứ mệnh của Chúa giao phó cho thôi, thì có tội không? À, chuyện nó khá là tế nhị. Tôi nghĩ thế này. Thực sự ra thì có ai cấm ai được? Có ai cấm ai được đâu. Chuyện đó là chuyện của tâm hồn mà. Nó là chuyện của trái tim thì có ai cấm ai được đâu. Có điều là chúng ta sống không chỉ với trái tim mà Chúa còn ban cho mình có lý trí nữa. Và vì thế mình nhận biết đâu là những giới hạn mà mình phải trân trọng. Đúng không? Chẳng hạn như là một người đàn ông đã có gia đình rồi, đấy là một giới hạn. Linh mục cũng vậy thôi. Ta không có gia đình riêng, nhưng mà người ta đã tự nguyện hiến cuộc đời của mình cho Chúa, cho hội thánh, cho nước trời. Đấy là một cái giới hạn mà mình phải trân trọng. Thế cho nên nếu bảo rằng là mình có tình cảm với một linh mục nào đấy mà chỉ có ăn chay cầu nguyện để xin cho Ngài sống đạo đức tốt lành, làm việc Chúa cho tốt thì cũng tốt thôi.
Nhưng mà cái điều đáng ngại nó là cái chỗ này, mình đâu phải là thiên thần đâu. Chúng ta không phải là thiên thần, chúng ta là con người Chúa ban cho có hồn, có xác, là một tinh thần, nhưng lại là tinh thần nhập thể trong một thân xác. Và vì thế đó, nếu mà mình không cẩn trọng thì cái ranh giới đó nó rất dễ bị vi phạm. Rất dễ bị vi phạm. Có một linh mục mà trước khi làm linh mục đã là một nhà phân tâm học. Ông phân biệt hai điều này. Mà ở đây bắt buộc tôi đành phải viết bằng tiếng Pháp. Các anh chị thông cảm. Nó rất là tinh tế. Ông phân biệt cái gọi là relation sexuée và relation sexuelle. Cái mà gọi là relation sexuelle có nghĩa là cái quan hệ tình dục. Đấy. Còn cái relation sexuée này là quan hệ giới tính. Thế thì ông phân biệt rằng một linh mục đó, không có ai cấm linh mục có cái quan hệ với một người phụ nữ, một quan hệ lành mạnh, con người với con người. Chưa kể là nhìn nơi đó hình ảnh của con cái Chúa. Nhưng mà sexual thì không được. Bởi vì linh mục đã có lời khấn độc thân. Dứt khoát là như thế. Cái sự phân biệt này rất tốt trên bình diện ý thức. Nhưng trong thực tế đó thì cái ranh giới vô cùng mập mờ. Vô cùng mập mờ. Bởi vì chúng ta không phải là thiên thần mà là con người. Cho nên tốt hơn hết là phải biết giữ cái giới hạn. Linh mục tự giữ và các anh chị giữ dùm. Ê, không biết là tôi chia sẻ, tôi giải thích như thế thì lớp có bằng lòng hay không, nhưng mà đấy là ý kiến của tôi. Thế tuần tới nha, tuần tới ta đọc sách Sáng Thế ở chương nào? Chúng ta nhất trí với nhau là tuần tới ta sẽ đọc và chia sẻ sách Sáng Thế từ chương 25 câu 19 cho đến chương 36. Thôi xin mời.